Ok. Nhớ cho em có. Điều mình thích là khi làm FPT Laser đấy là cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây thì đa phần mọi người đều cố gắng hỗ trợ lẫn nhau để làm sao để được đạt được cái kết quả tốt nhất. Và thứ hai nữa là mọi người cũng rất là vui vẻ, hòa đồng. Nhiều cái vui là làm ở đây thì tìm được một người anh chơi chung mô tô, anh Khánh, nhưng mà anh Khánh đi mất rồi. Vừa vui vừa buồn. Thì cái học mình học hỏi được ở đây đó là khả năng tự học hỏi này, tự tìm hiểu những kiến thức chuyên môn liên quan đến cái công việc mình đang làm, và cũng học hỏi được rất nhiều điều, cách giao tiếp với lại các đối tác, tại vì đặc thù công việc của mình là mình làm việc nhiều với các đối tác về liên quan đến xưởng may. Công ty có rất nhiều bộ phận và rải rác ở các tầng, nhưng mà sau đó thì mọi người vẫn sẽ gặp nhau và sẽ tụ tập lại một nơi để nói chuyện và làm quen với nhau. Và kỷ niệm mà em nhớ nhất khi đi làm đó là khi mà đấy là những ngày thứ hai em đi làm thôi, nhưng mà em đã bán được một chiếc áo. Em cảm thấy cảm giác đấy rất là đặc biệt. Đầu xuân năm mới mình xin gửi đến lời chúc Tết đến tất cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. Một năm mới sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Và anh em mình cùng bước trên một chuyến xe sẽ vượt qua được nhiều hành trình sắp tới trong tương lai. Tết đến thì chúc anh em FPT luôn luôn là không ngừng cải tiến và về mặt thu nhập rồi sức khỏe rồi tất cả mọi thứ. Và cũng lời cuối anh chúc cả đại gia đình nhà mình và người thân an khang, thịnh vượng. Đầu xuân năm mới thì Sơn Núi xin gửi lời chúc tới tất cả các anh em đồng sự của FPT Laser một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và trong năm mới thì anh em luôn giữ vững cái tinh thần của đội ngũ FPT Laser là ngày mai luôn phải tốt hơn ngày hôm nay và anh em phát triển hơn nữa trong thời gian sắp tới. Năm hết Tết đến thì em chúc toàn thể anh em FPT Laser một lời chúc sức khỏe dồi dào, may mắn, đạt được nhiều thành công trong năm tới. Thế đó. Gì? Hay quá. Chúc mừng năm mới. FPT Laser. Chúc mừng năm mới.